thông tin về vụ cháy đã xảy ra vào 15 giờ chiều ngày hôm qua tại núi Sơn Đào, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Gần 200 người từ lực lượng công an, dân quân, nhân dân đến quân đội được huy động để ngăn đám cháy rừng. Phải mất gần 8 tiếng đám cháy rừng mới cơ bản được khống chế. Vụ cháy rừng ban đầu xuất phát từ khu vực Thông Nam Sơn Đào, sau đó tiếp tục bùng phát hai đám cháy nữa tại khu vực rừng thuộc thôn 6. Nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên đã điều động lữ đoàn 126, lãnh đạo công an huyện điều động cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ, cùng một xe chở quân tăng cường chữa cháy. Tổng số lực lượng tham gia chữa cháy tại hiện trường khoảng 200 người. Đến khoảng 22 giờ 30 phút, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Nguyên nhân thiệt hại từ vụ cháy đang được làm rõ. Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Nguyễn Trần Gia Huy, 22 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai, về điều tra về hành vi tàng trữ hàng cấm. Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Định Quán phối hợp với Công an xã Suối Nho bắt quả tang Huy đang tàng trữ hàng cấm là pháo nổ trái phép tại khu vực ấp chợ xã Suối Nho, thu giữ 10 dàn pháo nổ có trọng lượng gần 15 kg. Qua đấu tranh, Huy khai nhận mua số pháo trên của một đối tượng chưa rõ lai lịch qua mạng xã hội, trên đường mang pháo nổ về để sử dụng dịp Tết thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ. Thưa quý vị, sau 4 ngày nghỉ Tết đã ghi nhận 507 trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ các loại. Và đây là con số đáng chú ý trong báo cáo về tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn, ngộ độc của các cơ sở khám chữa bệnh, 63 sở y tế các tỉnh, thành phố trên toàn quốc gửi về Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vào chiều ngày hôm qua. Cụ thể, từ ngày 29 Tết đến 7 giờ sáng ngày mùng 3 Tết, sau 4 ngày nghỉ Tết đã có 6.230 trường hợp tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị, chiếm 40,3% trong tổng số khám cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, giảm nhẹ 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, thì số ca khám cấp cứu do tai nạn giao thông cũng như là do pháo nổ đã tăng 35,9%. Tính từ 7 giờ ngày 11 tháng 2 đến 7 giờ ngày 12 tháng 2, cả nước có 53 trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ, nhiều hơn 4 ca so với cùng ngày Tết Quý Mão năm 2023. Trong đó 29 ca phải nhập viện theo dõi và điều trị. Sau 4 ngày nghỉ Tết, 507 trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 134 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão năm 2023. Còn trong ngày 12 tháng 2, mùng 3 Tết thì toàn quốc đã xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 67 người. So với ngày 11 tháng 2, giảm 23 vụ tai nạn giao thông, giảm 1 người chết, giảm 20 người bị thương. Cũng trong ngày 12 tháng 2, Cảnh sát Giao thông Công an các đơn vị địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý 11.468 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử lý 11.466 trường hợp vi phạm, phạt tiền 30,6 tỷ đồng. Trong số các trường hợp vi phạm có 5.589 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2.691 trường hợp vi phạm tốc độ, 11 trường hợp dương tính với ma túy. Thông tin từ Bộ Công an cho biết, trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tính từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 2, có hơn 15.000 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn đã bị xử lý. Trung bình mỗi ngày gần 4.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn. So với mỗi ngày nghỉ Tết cùng thời điểm năm 2023, con số vi phạm bị xử lý tăng rất cao, có ngày tăng tới 500%. Công an huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đã tạm giữ đối tượng Phan Văn Đức Sinh, sinh năm 1995, trú tại huyện Trần Đề để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản. Vào khoảng 19 giờ ngày 1 tháng 2, lợi dụng sự quen biết và lòng tin, đối tượng Sinh gọi điện thoại cho ông Đoàn Thiên Lý trú tại thành phố Sóc Trăng, nhờ ông Lý mua xăng đem đến quốc lộ 60 thuộc ấp Phước Hòa, xã Phú Tân, huyện Châu Thành. Khi đến nơi thì Sinh và một đối tượng đi cùng đã dùng tay và hung khí hành hung ông Lý rồi cướp xe máy bỏ chạy. Trong quá trình di chuyển, Sinh bị ngã phải bỏ lại xe của ông Lý rồi lên xe của đối tượng đi cùng chạy về hướng thành phố Sóc Trăng. Vào cuộc điều tra, công an huyện Châu Thành đã xác định được đối tượng gây án. Tại cơ quan công an, Sinh đã khai nhận hành vi cướp tài sản của mình. Riêng đối tượng đi cùng với Sinh đã bỏ trốn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Thưa quý vị, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc với bà con bản làng, đó là những việc làm thường nhật của mỗi cán bộ chiến sĩ công an đóng quân trên địa bàn vùng đồng dân tộc miền núi và đặc biệt là tại khu vực biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.
Trong những ngày Tết, cán bộ chiến sĩ công an nơi vùng cao biên giới gác lại niềm vui và hạnh phúc của riêng mình, ngày đêm bám trụ cùng với giải đất biên cương, giữ bình yên cho nhân dân, đón một mùa xuân mới an vui và hạnh phúc. Tôi tên là Hoàng Minh Cương, cán bộ Học viện Cảnh sát Nhân dân, được tăng cường về các xã biên giới để bảo an ninh trật tự. Khi mà về dưới địa bàn cơ sở, là đặc biệt là xã biên giới thì có rất nhiều cái thay đổi về trong các công tác. Địa bàn cơ sở thì đặc thù 95% là dân số đồng bào dân tộc thiểu số, nên là rất hạn chế về vấn đề về ngôn ngữ và biết cách tiếp cận với bà con. Nhưng mà qua thời gian công tác tại địa phương thì là cũng được anh em trong đơn vị là cũng tận tình chỉ bảo cho tôi được tiếp cận với cả các công việc. Tôi tên là Phùn Quế Phạt, dân tộc Giao, hiện tại mình giữ chức vụ phó trưởng công an xã Quảng Long. Ở lực lượng công an xã hiện tại có 6 anh em, thì tôi là bản thân tôi là người đồng bào dân tộc thiểu số. Cũng như là ở trên địa bàn xã Quảng Long thì cũng có nhiều thành phần dân tộc, trong đó có cả người dân tộc Giao. Thì liên quan cái công tác tuyên truyền, vận động bà con tham gia phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, thì tôi là được cái là thuận lợi trong việc là thứ nhất là đi giao tiếp với bà con người đồng bào dân tộc thiểu số, thì tôi có thể truyền đạt bằng tiếng dân tộc của tôi để làm sao để mọi người dân ra hiểu, nhờ đó mà cái công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn đều được bảo đảm, không để xảy ra cái vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Từ khi có công an chính quy về địa bàn xã, các đồng chí ấy thường xuyên xuống địa bàn, thân thiện như người nhà, trở thành người con của bản chúng tôi. Những dịp Tết như thế này, có các đồng chí ấy giữ gìn bình yên thôn bản, chúng tôi lại càng thêm yên tâm, càng thêm tin tưởng vào lực lượng công an, vào nhà nước. Với cái đặc thù là huyện địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo, công an huyện Hải Hà luôn luôn quan tâm, động viên tư tưởng cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ công an xã, thường xuyên chăm lo về cái đời sống vật chất và tinh thần và cơ sở vật chất cho cán bộ chiến sĩ công an xã trong điều kiện tốt nhất để hoàn thành cái nhiệm vụ. Và trong cái dịp Tết năm 2024 thì Đảng ủy, lãnh đạo công huyện sẽ tiếp tục quan tâm, động viên và sẽ tổ chức gặp mặt thân nhân cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ ở các địa bàn biên giới, hải đảo, để các đồng chí yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy, lãnh đạo công huyện đã giao. Có lẽ là năm nay là cái năm đầu tiên và đi xa nhà và đi công tác xa. Thế nên là cũng có rất là nhiều cái và rất là tâm tư địa phương này, các anh rất là quan tâm. Đấy, và mình cảm thấy là khi mà xa nhà thì cũng sẽ có nhiều cái sẽ ấm áp hơn và sẽ cố gắng là hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao. Những ngày này khắp nơi trên cả nước đều tưng bừng các hoạt động du xuân đón Tết, thu hút hàng nghìn người dân cũng như du khách đến vui chơi. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thông tin từ Sở Du lịch thành phố cho biết là số lượng khách quốc tế đến đây trong dịp Tết Giáp Thìn đạt khoảng 75.000 lượt, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 2, lượng khách tại các khu điểm du lịch, tụ điểm vui chơi giải trí dịch vụ đạt khoảng 1.800.000 lượt, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Doanh thu ngành du lịch thành phố đạt khoảng 6.550 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Để có được kết quả trên, các doanh nghiệp du lịch lữ hành đã ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới đa dạng hấp dẫn với mức giá cạnh tranh nhằm thu hút khách du lịch ngay từ đầu tháng 12 năm 2023. Tại cửa biển Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, hàng nghìn bà con vạn trài đã tổ chức lễ ra quân nghề cá trong tiếng hò reo rộn ràng khí thế, báo hiệu mùa biển an lành trong năm mới. Tết Giáp Thìn năm nay, 30 chiếc tàu cá được lựa chọn tham gia lễ ra quân đã lần lượt nổ máy ra khơi. Lễ hội ra quân nghề cá đã tiếp sức cho ngư dân có thêm động lực vươn khơi bám biển, báo hiệu mùa biển thuận lợi, sung túc của những người con miền biển.